Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Nhân Trạch mới đây đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt nghèo, hộ vượt cận nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn Hiệp Phước. Theo đó, đoàn đã trao hơn 1.800 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt nghèo, hộ vượt cận nghèo trên địa bàn xã, thị trấn, huyện Nhân Trạch. Mỗi phần quà trị giá từ 500 đến 700 000 đồng. Tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng được trích từ quỹ vì người nghèo huyện cùng với hỗ trợ từ các đơn vị mạnh thường quân trên địa bàn ngoài ra đoàn còn trao tặng hơn 1.000 phần quà cho hộ nghèo cận nghèo mỗi hộ nhận phần quà từ 720.000 đồng đến 960.000 đồng kinh phí được trích từ ngân sách nhà nước dịp tết nguyên đáng năm nay quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện nhân trạch trao hơn 8.400 phần quà cho hộ nghèo cận nghèo trong huyện ngoài ra các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác cũng được các xã thị trấn trích kinh phí tặng những phần quà thiết thực như gạo và các nhu yếu phẩm